Yo, Vương Tiên, đi đâu đây? Mình đi camping. Hả? Cái lều bạn đâu? Ở đây này. Cái lều đều này, vứt. Bạn cứ vào lều của tôi, ăn ngủ thoải mái. Là bạn nói nha, nếu bạn đã có lòng, thì mình cũng sẽ có phèo. Bạn ơi, bạn ơi. Sao đấy bạn? Bạn về đi chứ, ở đây 3-4 ngày rồi, cho tớ kinh doanh với chứ.